Đốc đốc Cần Thơ nha. Thì hôm nay thì ngày 13 tháng 9 năm 2023, thì ngày 29 âm lịch. Hôm nay em có cái chuyến đơn hàng là đi thu mua na thái ở tại cầu sắt Hâm Rơm, Tân Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. Thì đây là na thái miền Tây nha bà con. Em là em chỉ chuyên thu mua na thái miền Tây. Hàng bữa nay là rất là đẹp, tuyệt vời luôn nha bà con. Em sẽ quay cho bà con mình xem na thái miền Tây như thế nào nha bà con. Thì hàng này thì em đi bắt nha bà con. Em chuyên thu mua na thái toàn khu vực miền Tây. Ở đâu thì em cũng tới hết. Từ ở xa thì tầm vài tấn trở lên, thì từ 5 tấn trở lên thì em đi nha bà con. Đó, nó quay khung cảnh các vườn na cho bà con mình xem. Đây là cái na thái miền Tây bà con. Đó. Hàng rất là đẹp nha bà con. Hàng rất là đẹp luôn. Cũng khá là lâu rồi thì em mới có cắt na lại. Lý do là na miền Tây thì nó đang rất là khan hiếm. Bà con cũng đang làm trái lại rất là nhiều bà con. Thì bởi vì chưa có nhiều hàng thì bây giờ bắt đầu có lại rồi bà con. Cái hàng này. Quay cho bà con xem hàng thái miền Tây nó như thế nào ha, nó có khác biệt gì ở ở miền Bắc hay không. Thì trái này nó tầm khoảng 400 g đến nửa ký bà con. Nó có loại chung chung như vậy ha. Thì 350-400 là và từ 500-600-700 cũng có tùy ha. Hàng này thì cũng ok ấy. Nó quay vào cho mình xem nha. Đây là cái vườn này anh cắt, anh làm cũng trái cũng đạt ha. Da thì phải da trắng sạch ha, da trắng sạch nè. Trái này chắc bự ạ. Trái này chắc 700-800 g. Giật giật ra cho mình coi xem. Cứu thầy. Đó, cái trái nè. Rất đẹp. Thì cái mùa này thì cái bộ lá thì nó còn vẫn giữ nguyên nên là lá na rồi nó còn im lắm. Hàng này em đi bắt nha bà con. Đẹp nè. Thì em đi nhiều chợ lắm. Sài Gòn có, chợ Bắc có. Đi hàng lẻ cũng có nha. Đó. Anh em đang làm. Na thái miền Tây nha bà con. Hàng cũng khá hiếm nha, khá hiếm. Cái da bữa nay thì sạch lắm, da đẹp. Dịch cái này coi. Trái bự hay to bự à? To bự à. Trái này, dịch cho mình coi. Ít gai nở nha. Khá là đẹp bà con. Rồi, em Thiện Đỉnh, Thốt Nốt, Cần Thơ. Cũng xin chuyên về cây giống trái nha. Cây giống na thái. Đặc biệt là nguyên cái mảng na thái bà con. Từ cây giống cho đến là hỗ trợ kỹ thuật bà con phân thuốc. Rồi đánh bao thu mua lại cho bà con mình luôn. Rồi túi bao A068. Đó, bà con nha, em thu mua toàn miền Tây. Nơi nào có số lượng lớn thì cứ alo cho em 0961 084 636. Số Zalo của em nha bà con. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe ha. Có nhiều cái vụ mùa mới thắng lợi. Xin kính chào với bà con mình.